Theo báo cáo của Chi cục Bảo vệ Thực vật, hiện nay bệnh đạo ôn hại lá lúa đã xuất hiện và gây hại trên các giống lúa nhiễm ở các địa phương và cá biệt đã xuất hiện cháy lụi cục bộ ở một số ruộng bón nặng đạm. Tỷ lệ hại nơi cao 10-15% số lá, cá biệt có ruộng trên 20% số lá và đã xuất hiện cháy lụi cục bộ ở một số ruộng bón nặng đạm. Diện tích nhiễm trên 1.000 ha, trong đó nhiễm nặng 32 ha. Theo dự báo, trong thời gian tới, bệnh đạo ôn tiếp tục phát sinh, tái nhiễm và gây hại gia tăng nhanh từ nay đến cuối tháng 4 năm 2021, cả về diện tích và mức độ bị hại. Để bảo vệ tốt lúa vụ xuân, hạn chế tối đa tác hại của bệnh đạo ôn và sâu bệnh khác, đảm bảo đạt năng suất chất lượng lúa, các địa phương và bà con nông dân cần tăng cường kiểm tra đồng ruộng, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bệnh đạo ôn, sâu cuốn lá nhỏ và các đối tượng sâu bệnh khác. Đối với bệnh đạo ôn, khi bệnh phát sinh phát triển, tái nhiễm, cần dừng ngay việc bón phân đạm, không phun các chất kích thích sinh trưởng, phân bón qua lá, luôn giữ đủ nước trên ruộng và sử dụng các thuốc đặc hiệu để phòng trừ ngay những ruộng bị nhiễm bệnh nên phun ướt đều hai mặt lá. Những ruộng bị bệnh nặng cần phun kép 2 lần cách nhau từ 5-7 ngày, không để bệnh phát sinh phát triển ra diện rộng.